các bạn khán thính giả kênh Reflection. Hôm nay tôi lại tiếp tục nói về Đan Viện Thiên An. Muốn nói về Đan Viện Thiên An thì các bạn cũng đã nghe nhiều dư luận và cũng nghe những cái việc đã xảy ra suốt mấy năm nay. Nhưng các bạn cần phải tìm hiểu thêm những chi tiết, nguyên nhân nào mà có những cái vụ chiếm đất như vậy, chiếm đất bất hợp pháp của Đan Viện Thiên An. Ở đây tôi cũng xin báo cáo cho các bạn, sau 3 ngày lăn lộn ở Huế, phải ra thực tế mà tới tận nơi và nghe tận người thì mới rõ hết mọi vấn đề các bạn ạ. Mà chúng ta phải nghe những cái nỗi bức xúc người dân ở đó thì chúng ta mới thấy rằng họ đang bị Đan Viện Thiên An là hà hiếp đáp để chiếm đất của họ. Các bạn phải tới đó nghe rõ tiếng nói của từng người dân ở đó, những người bị Đan Viện Thiên An chiếm mất đất và lấn chiếm đất như thế, thì các bạn mới thấy rằng cái nỗi bức xúc của nhân dân ở đó, và đặc biệt nhất là dân ở cái thôn Kim Sơn và Cư Chánh thuộc về xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Chúng ta đã thấy những cái video clip ngắn hoặc là những bài viết, nhưng mà phải nói rằng có những cái điểm chi tiết trong viết đó thì các bạn cũng cần phải hiểu thêm. Mà nếu các bạn có điều kiện thì các bạn ra đó, các bạn nghe tiếng nói của người dân thì các bạn mới thấy người dân đang kêu những tiếng nói rất tha thiết để mong tất cả chúng ta lên tiếng để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của những người dân ở đó, đặc biệt như là thôn Kim Sơn và Cư Chánh thuộc xã Thủy Bằng của huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Nói thật các bạn, khi ra đó tiếp xúc người dân, tuy không ruột thịt, tuy chưa quen biết, nhưng mình thấy cái nỗi nhọc nhằn của người dân với cái sự bức xúc người dân rất cảm động đó các bạn ạ. Cả những mấy ngày đi tôi chưa hề có một cái xúc động, nhưng khi về nằm suy nghĩ lại, suy nghĩ thì mới thấy được, nó mới lắng động ở trong mười mình những cái lời nói của dân, rồi những lời tha thán của dân, những lời bức xúc của dân, nó lắng động cho mình trăn trở lắm các bạn ạ. Rất cảm động đó các bạn. Cho nên chúng ta chỉ thấy rất ngắn những cái video clip hoặc là những bài rất ngắn, nhưng các bạn không thấy được thực tế đâu. Những người dân một nắng hai sương, những người dân phải trồng từng cây rừng, từng cây tre để làm mưu sinh. Thì các bạn ra đó mới thấy rằng, tôi dùng những cái từ luôn, là cái bọn ở Đan Viện Thiên An, họ rất tàn nhẫn, họ ra họ chặt hết những cái bụi tre của dân trồng, họ đốn cả những cây của dân trồng ở đó. Phải nói rằng công sức của người dân làm như thế mà bọn chúng không thương tiếc, bọn chúng phải tàn phá như thế để bọn chúng chiếm đất. Ở đây chúng ta không thể gọi là tranh chấp đất được, mà ở đây là bọn chúng muốn chiếm một đất hợp pháp, muốn chiếm trái phép của dân làm tư hữu của chúng. Mà mọi người ở đó đều nói rằng tại sao tu hành mà cần đâu mà đất rộng như thế, mà chúng ta phải căn cứ theo những giấy tờ văn bản thì chúng ta xác định được cái Đan Viện Thiên An là chiếm đất như thế nào, mà chiếm trái phép như thế nào. Vì các bạn phải ra đó, nếu có điều kiện thì các bạn mới thấy rõ nỗi bức xúc người dân, rất cảm động đó các bạn. Những người dân là đen đúa, gầy guộc, chân lấm tay bùn, một nắng hay sương, trồng rừng, trồng tre như thế mà chúng tàn nhẫn, chúng tàn phá để chúng chiếm đất. Thì các bạn biết rằng chúng là không phải là những con người tu hành chân chính. Mà bọn này tôi dám khẳng định, khi về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi mới phát biểu cho các bạn, mới khẳng định một điều là bọn chúng chỉ đội lốt tu hành để chiếm đất một cách bất hợp pháp. Bởi vì đặc biệt hễ đụng chạm đến chúng thì chúng là nói là tôn giáo, đàn áp tôn giáo hoặc kỳ thị tôn giáo. Chúng lợi dụng cái tôn giáo mà chúng quá lộng hành. Một vài nơi đã từng xảy ra như thế. Và chúng mới chiếm đất thì chúng dùng một hình thức gì các bạn? Các bạn ở đây sẽ thấy.
chúng có thể kéo một cái thánh giá nào đó, không cần mới các bạn, miễn là có tượng trưng cái thánh giá thôi là chúng cắm vào đó, chúng hô đất đất của Chúa. Nhưng là nếu dân người ta vô dỡ thánh giá để dục đi thì chúng thôi là xúc phạm tôn giáo. Chúng mang cả những cái hình tượng của Đức Mẹ, khái là chúng lượng ở đâu á là không còn nguyên vẹn, là đã khái được những cái tượng đó hầu như là bị phế bỏ đi á, chúng đem ra đó, chúng cột dựng ở đó. Mà nếu chúng ta, nếu dân vô danh lại đất của họ, dỡ bức tượng dục đi thì bọn chúng cho là xúc phạm tôn giáo. Đó là thủ đoạn của chúng các bạn. Các bạn tới đó thấy đi. Nói thật các bạn, suốt mấy ngày lăn lộn ở Đăng Viện Thiên An ngược xuôi, nhưng tôi cảm thấy cái lòng mình nó cũng bức xúc lắm. Nó xứng đáng với cái công sức của mình đi, để mình tận nghe, tận thấy, tận biết, để mà hiểu, để nói cho chính xác. Và thưa các bạn, tôi xin giới thiệu các bạn có văn bản rõ ràng luôn để các bạn hiểu thêm chi tiết. Đây tôi nắm được cái văn bản của Thanh tra Nhà nước nhận thấy, mà tôi dựa theo cái văn bản kết quả kiểm tra xác minh này thì tôi sẽ phân tích từng giai đoạn cho các bạn rõ tại sao chúng chiếm đất bất hợp pháp. Kết quả kiểm tra xác minh xem xét về nguồn gốc 107 ha 6.796 mét vuông đất rừng thông mà Đăng Viện Thiên An cho là của Đăng Viện. Điểm A, xem xét chứng cứ từ 1975 trở về trước, Đăng Viện Thiên An xuất trình một số giấy tờ, hầu hết là bản photo. Đó các bạn, hầu hết là bản photo, không có công chứng, không có bản chính. Bản trích luật nghị định 124 BD END ngày 25 tháng 7 năm 1959 của chính quyền cũ, bản photo trên công báo không có công chứng. Đem những cái trích luật nghị định thôi đó bạn, chứ không có phải là một cái bản quyết định gì cả. Rồi, mà của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1959 không có photo gì hết. Có nội dung như sau: Linh mục Nguyễn Văn Tôn, viện trưởng dòng Thiên An, đại diện được phép thay mặt linh mục Cô Linh, hưởng quyền thừa kế và sở hữu vĩnh viễn diện tích đất 37.012 mét vuông, tức là có 3 hecta mấy, 3 hecta 7 đó các bạn. Tòa lạc tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, quận Hương Thủy, nay là huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Rõ ràng chúng chỉ trình bày ra một cái bản là trích nghị định số 124 ND ngày 25 tháng 7 của năm 1959 của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng mà chúng đưa cái bản này là hoàn toàn là bản photo các bạn ạ. Không có một cái giấy chính nào mà không có công chứng gì cả. Trên, nói về trên cơ sở pháp lý hoàn toàn không có hiệu lực trên cơ sở pháp lý về luật đất đai. Nhưng chúng vẫn nói là đất của chúng. Thì trên cái đất đó thì nó chỉ có trên 3 hecta thôi các bạn. Và chúng trình ra cái nghị định số 125 BDT ND ngày 25 tháng 7 1959 của chính quyền cũ, photo bản sao không công chứng, thu hồi khối công sản tư dụng quốc gia diện tích đất 6 hecta 86, tọa lạc tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được cấp quyền sở hữu tạm thời cho linh mục Ma Xe, nay chuyển cho dòng Thiên An, do linh mục Nguyễn Văn Tôn, viện trưởng đại diện dòng Thiên An, có một số giấy chứng nhận của lý trưởng, trưởng thôn, Cư Chánh để làm thủ tục chuyển quyền thừa kế, chính quyền cũ được quyền thừa kế và sở hữu vĩnh viễn. Đó là không có một cái giấy nào mà chính là của chính quyền cũ cấp nữa kìa.
mà hoàn toàn là giấy photo các bạn ạ, giấy photo mà không có công chứng, không có một cái cơ sở pháp lý nào chứng nhận được hết, nhưng chúng đưa ra những cái giấy toàn giấy trích lục không mà không một cái quyền sở hữu nào về đất hết. À, nhưng mà chúng mới chiếm đất thì chúng phải ra đặt cái thẩm giá, hoặc là đặt tượng Đức Mẹ, hoặc là mặc những cái áo của các dòng tu ra đứng đó để chiếm đất. Và chúng trình bày luôn cả hai lá thư, tức là bản photo chữ pháp á, hai lá thư các bạn, chứ không phải một cái giấy tờ gì mà chủ quyền đất đó cả. Hai giấy thư của người Pháp có nội dung năm 1940, ông này ông mua 40 hecta đất là hết 40 quả răng Pháp. Để các bạn nghe mâu thuẫn không? Ông này ông mua 40 hecta hết 40 quả răng Pháp, mà lúc ông mua của ai các bạn? Các bạn chưa đặt dấu hỏi cái lúc mua của ai? Mà hàng đó là hai lá thư thôi, chứ không phải một cái giấy gọi là cấp đất nào, hoặc là một cái giấy chủ quyền đất, một cái giấy sở hữu đất nào của thời thực dân Pháp, hoặc là thời chính quyền Ngô Đình Diệm. Không có các bạn, chỉ là hai lá thư thôi, mà chúng cũng trình ra hai lá thư của người Pháp đã nói là mua 40 hecta đất đó. Ở trong phạm vi chúng rất là, nhưng mà chúng hiện nay đang muốn bành trướng ra thêm tới 107 hecta, hơn 107 hecta các bạn ạ. Hai lá thư này không có bằng chứng gì để xác định là 40 hecta đất này nằm trong hay nằm ngoài diện tích theo báo cáo của Đan viện Thiên An là 686.529 mét vuông mà ông Moshe người Pháp trước đây quản lý sử dụng. Việc chuyển quyền thừa kế dưới chế độ cũ mãi đến năm 1959, Đan viện Thiên An mới được công nhận. Tức là quá trình là 19 năm sau thì chính quyền cũ nó mới được nó công nhận. Việc công nhận này cũng không có giấy tờ gốc để chứng minh sau ngày giải phóng miền Nam 1975 đã được những quy định về quản lý đất đai nhà nước ta điều chỉnh. Bản trích lục, bản tờ giải thửa đó, bản trích lục giải tờ giải thửa đó các bạn, chúng trình ra cái bản trích lục, bản đồ giải thửa tỷ lệ 1/2000 ngày 17 tháng 5 năm 1969, ti điền địa Thừa Thiên Huế của chế độ cũ cấp, tức là bản trích sao á, bản đồ thôi. Bản photo, cái bản photo đó thì có cái xác nhận là đây là giấy photo của cái trích lục các bạn, cái bản đồ đó là được Ủy ban dân thành phố Huế xác nhận số 48 ngày 26 tháng 7 năm 2001, đó là xác nhận trên giấy photo chứ không phải là xác nhận trên công chứng hoặc xác nhận trên một cái giấy văn bản nào chính thức. Thể hiện 36 thửa đất, góc phía trái phía dưới có ghi diện tích từng thửa và ghi tiểu nghiệp chủ dòng Thiên An, tổng diện tích là 107 hecta, trong đó gồm đất ở là 4.280 m². Các bạn hãy chú ý nè, cái số liệu nè, đất ở là có 4.280 m², đất mồ mả là 7.012 m², đất trồng thông là 50.400 m², là có 5 hecta đó các bạn. Đất khô là 80.132 m², đất ruộng 7.656 m², đất hoang là 927.316 m². Nhưng không có sổ địa bộ bằng khoáng, điền thổ và trích lục từng thửa về diện tích đất trên. Nói chung là chúng trình những giấy tờ hoàn toàn không có một cơ sở pháp lý nào để giải quyết được hết. Mà chúng chỉ nói là đưa những cái giấy như giấy tay, lá thư tay hoặc là những cái bản photo, không có một cái chất, không một cái công chứng hoặc có một xác nhận gì giấy chính cho nó đúng hết. Thì ở đây người ta đặt vấn đề thế này. Trước kia là chúng nói là mua 40 hecta, có cái thư là xác nhận 40 hecta, nhưng tại sao bây giờ ở đây chúng lại đòi chiếm luôn cả 107 hecta? Vậy 67 hecta đó nằm ở đâu ra? Thế là chúng muốn chiếm luôn cả một cái đồi bên này và lấn qua cả một cái đồi đất bên phần đất bên kia của dân Kim Sơn. Mà trước kia thì bọn chúng đã muốn chiếm luôn cả đất thuộc về của nông trường là Thiên Ân Tiền Phong.
muốn chiếm luôn cả phần đất đó, mà sau giải phóng nhà nước ta đã giao cái lâm trường này, đã trồng rừng và quản lý đất đai ở đó. Và một được khoảng chiều dài cũng khoảng chiều dài mặt tiền đường có được Hải Định đó thì phải nói rằng khoảng 3 cây số. Người dân ở đó được chủ quyền đất, được sổ đỏ và có giấy phép xây dựng hợp lệ, nhưng bọn chúng vẫn kéo nhau ra để chúng phá, chúng không cho xây dựng, chúng hô là đất đó của Đan Việt. Nhưng những người dân đó hợp pháp thì họ đã xây dựng, đã hoàn thiện. Như một dãy dọc theo đường đó thì người dân ở đó người ta đã quyết tâm người ta xây dựng, bởi vì người ta xây dựng một cách hợp pháp. Cho nên là cái tham vọng của chúng hồi ra đó các bạn mới chứng kiến, mới thấy cái tham vọng của chúng không dừng lại các bạn. Cái nhà thờ thì tuốt ở trên đồi núi á, thì đó là nơi hành lễ, nơi chúng để mà người Công giáo là họ đi lễ, hoặc là nơi là gọi là để đi lễ hàng ngày, hoặc là gọi là hành đạo á. Thì nó trên đồi thôi, chứ đâu phải mà đất này chiếm luôn hết, xuống hết cái núi mà ra tới đường lộ Hải Định để làm gì? Không có phải mục đích để hoạt động tôn giáo các bạn. Không phải mục đích hoạt động tôn giáo, mà đất này là nông trường Thiền Phong đã trồng rừng mấy chục năm nay rồi, cây đã lớn lắm rồi. Thì bọn chúng chiếm đất như thế không phải mục đích để hoạt động tôn giáo. Mà tôi xác định rõ, các bạn nhìn ra, các bạn nhìn thấy mấy đó là mục đích tham vọng. Nó chiếm luôn cả một cái đất mặt tiền dài như vậy, là các bạn để biết rằng nó có một cái mục đích về kinh tế. Mà đặc biệt nhất gần đây giá trị đất là càng tăng cao, thì cái lòng tham vọng nổi lên. Chứ trước kia không có chuyện nó xảy ra các bạn. Mà xem một số người dân ở đó, nói là trước kia thời kỳ Cha Sanh á, Linh Mục Sanh quản lý quản sứ ở đó thì rất là tốt. Không nghĩ đến chuyện mà đất đai gì, vì họ được ở phạm vi nào họ giữ phạm vi đó thôi, chứ không có lấn chiếm như bây giờ. Nhưng từ khi mà ông Võ Văn Giáo á, thầy ở đó phụ trách cái số đăng viện đó, thì lại xảy ra những cái chuyện chiếm đất như vậy. Ở đây chiếm đất nha các bạn, chứ không gọi là tranh chấp. Chiếm bất hợp pháp, chiếm ở đất của dân, chiếm đất lâm trường. Trước kia không có chuyện nó xảy ra. Thì các bạn thử nghĩ coi, từ hồi giải phóng giờ đâu có chuyện nó xảy ra. Những linh mục trước là quản sứ trước rất là tốt, những linh mục trước rất là tốt. Họ không có tham vọng như vậy, họ tu hành rất đúng chuẩn mực. Nhưng gần đây thì mới nảy sinh ra những chuyện này. Thì tôi nghĩ rằng có thể do những cái thế lực phản động nước ngoài muốn tác động cái đan viện này để gây lên cái sự kiện, để gây bất ổn ở địa phương đó. Chứ trước kia không có các bạn, gần đây mới có những sự hoạt động nhúng tay của cái bọn cực đoan phản động nước ngoài thì mới có những chuyện này xảy ra như thế. Các bạn thử ngẫm nghĩ thử xem coi, trước kia đâu có, gần đây nó có. Nó song hành với một thời gian này là có rất nhiều các thế lực phản động có chủ trương đánh phá đất nước chúng ta. Và tin chắc rằng những cái số trong đó vẫn được tài trợ để chúng luôn luôn chống đối lại những cái chuốc sách của nhà nước, những cái đất đai mà chúng đang muốn chiếm. Và theo người dân ở đó thì phải nói rằng nó là gồm nhiều phần tử bất minh ở trong cái đan viện Thiên An đó, mà mang danh là tu sĩ. Mà các vị tu sĩ thật thì cũng có rất ít thôi các bạn. Người ở đó lâu năm có ít đó. Nhưng gần đây phát hiện một số những phần tử, những thanh niên bất minh là ào ạt là về đan viện Thiên An, nhập vào trong đó để làm một cái lực lượng trấn áp dân khi dân vào giành đất lại của họ. Mà có trường hợp xảy ra khi dân đi vào trong cái đường dân sinh đó để khai thác lâm nghiệp hoặc là trồng chặt tre của họ trồng á, thì bọn chúng không cho đi vào, bọn chúng ngăn cản cho đi vào, bọn chúng
cho cả chó ra để xua đuổi. Qua cái trình bày đây thì các bạn mới thấy, ra đó nhìn thì mới thấy các bạn, tất cả văn bản tôi đã nghiên cứu và theo dõi thì những giấy tờ chúng trình ra hoàn toàn không có liên can gì trong cái đất của bên thôn Kim Sơn cả, hoàn toàn nằm ở trên đất ở trên phục cư chánh. Thì như vậy chúng lấy cái nguyên nhân nào, chúng căn cứ vào đâu mà chúng chiếm cả đất ở bên thôn Kim Sơn? Rõ ràng các bạn xuống đó các bạn thấy thực trạng mới rõ rồi thôi. Tôi suy nghĩ nó có mấy vấn đề. Cái thứ nhất, nếu mà dân ở đó đấu tranh không được thì chúng sẽ chiếm bất hợp pháp. Bởi vì chúng chiếm bằng một cách là chúng cứ đem thanh giá ra, đem tử đất mẹ ra. Nên có dân ở đó nói một câu rất khêu hài: nếu các người mang thánh giá ra cấm thì các người nói đất của Chúa, như vậy tôi cứ mang cờ đỏ sao vàng ra tôi cấm chỗ nào thì đất đó là đất nước của đất nước Việt Nam, được không các bạn? Đó có những người dân nói một cách hóm hỉnh như vậy. Các người biết mang thánh giá ra cấm nói đất của Chúa, đất của các người, bây giờ tôi mang cờ đỏ sao vàng tôi cấm tới đâu thì tôi nói là đất của đất nước Việt Nam tới đó, được không các bạn? Cho nên rõ ràng các bạn ra đó mới thấy được cái nỗi bức xúc của người dân, mới thấy cái rõ trắng trợn như thế. Rồi đặc biệt phía sau cái đất của Đan Viện Thiên An đó thì có cái khu du lịch Hồ Thủy Tiên, mà tỉnh và thành phố Huế đã xây dựng ở đó để thu hút cái du lịch, đồng thời tạo công an việc làm cho dân ở đó, tạo đến cái nguồn thu ở đó và đầu tư xây dựng cái đó. Nhưng chúng vẫn không cho hoạt động. Chúng cho đó là cái đất của chúng, của chúng. Chúng cho một điều khôi hài, mà cái hồ lớn mênh mông mà có vài chục tu sĩ Đan Viện đó mà chúng la, chúng nói chúng đã tự đào, rất là vô lý. Chúng đòi chiếm cả khu đất của khu du lịch Thủy Tiên luôn, nó nằm ở phía dưới chân đồi luôn, phía dưới đồi chân đồi luôn, cái khu đất đồng bằng đó chứ không phải trên núi đâu. Các vị tu hành ở trên núi với các vị lấy đất ở dưới đồng bằng làm cái gì? Chiếm luôn các bạn. Mà hiện giờ một phần đất ở bên Kim Sơn là tôi vô đó quan sát thấy rõ ràng chúng san ủi băng luôn, như một sông bóng luôn, cây chặt hết san bằng luôn và xây những nhà ngói rất là nguy nga, chúng ngang nhiên như thế. Nếu các bạn để biết rằng cái luật xây dựng nước ta mà chỉ xây dựng không sai phép thôi, không xin phép thôi, hoặc là sai phép thôi cũng vẫn bị tháo dỡ. Nhưng đặc biệt về mặt tôn giáo thì tôi nghĩ rằng địa phương nó còn mặt thế gì. Nhưng chúng ngang nhiên các bạn, chúng sống trên luật pháp, trong khi chúng ta tất cả mọi người đều sống dưới hiến pháp và pháp luật. Nhưng bọn chúng bất cần hiến pháp pháp luật, chúng muốn xây dựng ở đâu thì xây dựng, chúng muốn phá ở đâu là phá, chúng muốn chiếm đất cho đời chúng chiếm. Mà các bạn nghe được buổi nói chuyện hôm nay thì tôi mong rằng các bạn cùng có tiếng nói để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân ở đó, mà đồng thời để ngăn chặn những hành vi là tiếp tục những hành vi sai phạm của những nơi khác có thể tương tự như thế xảy ra. Gần đây chúng thường xuyên làm những cái trò đó các bạn, để chiếm đất ở đâu là chúng mang tượng đức mẹ hoặc là mang thánh giá để chúng cắm ở đó. Đó là cái thủ đoạn của chúng. Tới hôm nay tôi phải nói như thế là vậy, bởi vì các bạn tới đó các bạn quan sát các bạn thấy nỗi bức xúc. Chứ trước kia tôi không hề nói những câu mà hơi nặng như thế này, nhưng đặc biệt tới đó các bạn mới thấy được cái nỗi thống khổ của người dân, mới thấy được cái nỗi bức xúc của người dân. Thậm chí có người nói rằng họ sẵn sàng chết bỏ mạng để bảo vệ đất của họ nữa kìa. Bởi vì cái đất đó là có gia đình đó là sống tới hơn 100 năm nay, từ đời ông cố, ông nội, ông sơ tới bây giờ luôn người ta ở đó. Thế mà chúng vẫn tuyên bố rằng cái Đan Viện Thiên An tới, hồi đó tới là không có dân. Vô lý, dân có người đó đã, tôi đã trực tiếp gặp nói chuyện luôn, đã có tư liệu đó do dân cung cấp. Có người sống ở đó là ba đời luôn, có người sống tới mười mấy đời nữa chứ không phải đời. Họ có gia phả dòng họ hết. Thế là đất đó là đất người ta, hồi đó dân là khai thác, lập nghiệp ở đó, rồi sau này nhà nước quản lý, phân chia cho dân ở từng khu vực, ai được sản xuất ở đâu, được quyền sản xuất tới đó. Thấy các bạn thấy rất là mâu thuẫn.
tất cả cái tư liệu tôi tham khảo, tôi dòm, tôi nghiên cứu trong này, từ 4 hecta mà chúng đòi chiếm tới 107 hecta, hơn 107 hecta thì rất là phi lý. Cái đất để hoạt động tôn giáo mà giữ cho các bạn, để làm cái gì các bạn? Chúng muốn xây dựng cái gì ở đây? Nuôi ai ở đây? Chẳng có chăn nuôi sản xuất gì ở đây hết. 107 hecta các vị đâu có thể ít, nó bơi từ cái đồi này nó trườn qua tới đồi bên kia luôn. Thì nó tham vọng, cái bọn này không dừng lại ở đây. Bởi vì hôm nay tôi dùng những cái từ bọn này là bởi vì tới đó chứng kiến mới thấy nỗi bức xúc các bạn, mới thấy cái nỗi ức của người dân. Cái công sức họ làm ra bao nhiêu năm nay, tự nhiên là mấy năm nay bất ổn, cây cối họ bị chặt đi. Các bạn nghĩ sao? Nếu người dân chúng ta mà vào trong cái rừng thông của nông trường, chúng ta chỉ cần chặt một cái thông thôi là chúng ta cũng bị phạt rồi, hoặc là có khi bị bắt giữ rồi. Cũng có lần chúng đem cả một số tu sĩ ra, chúng cưa, tôi nghe dân kể là chúng cưa cả một khu vực đồi thông, tới khi kiểm lâm vào lập biên bản thì bọn chúng không ai ký biên bản mà bỏ vật tư, bỏ tang vật ở đó là bọn chúng rút lui. Ngang nhiên thấy các bạn. Có thể chúng dựa vào cái lúc tôn giáo của chúng. Chứ người dân chúng ta mà bị cưa cây cái kiểu đó thôi chứ. Kiểm lâm là mời công an là truy cứu tới nhà luôn mà lôi ra xử chứ đâu phải chuyện đơn giản các bạn. Tôi thấy chúng xem thường pháp luật quá. Chúng coi pháp luật chúng ta không phải là pháp luật mà để chúng phải biết tôn trọng. Chúng coi rất là coi pháp luật chúng ta không sao ra gì hết. Chúng rất xem thường ở chỗ đó. Mà tôi tin chắc rằng là rồi đây thì chắc khi mà các cơ quan ban ngành nhà nước đã vào cuộc thì dứt khoát phải xử lý dứt điểm cái chuyện này, chứ không thể để cái dài được. Để cái dài này thì các bạn biết rằng chúng được chân thì chúng lân lần đầu. Chúng làm được chỗ này chúng sẽ làm chỗ khác. Mà đã một vài nơi đã diễn ra những cảnh chiếm đất hợp pháp rồi. Ví dụ như ở đâu Hà Tĩnh tôi đã nghe có những chuyện mà chúng chiếm cả đất ruộng hợp tác xã, chúng xây cả tượng đá. Chúng ngang nhiên thế các bạn. Chúng lợi dụng tôn giáo mà chúng rất là ngang nhiên ngang ngược. Mà có một điều may mắn được, may mắn là ở trên cái xã Thủy Bằng này và khu vực giáo xứ này, nó gồm 4 xã, Thủy Bằng, Thủy Xuân, Kim Sơn, Thủy Bằng, Thủy Xuân, An Tây chứ, An Tây và Hương Thọ. 4 xã này, tức là Thủy Bằng, Thủy Xuân, An Tây và Hương Thọ. Thì trong cái vá xứ là Thiên An này á, là gồm 400 hộ công giáo. Và các bạn biết rằng 400 hộ công giáo tức là trên 1.000 nhân khẩu. Nhưng họ không tham gia, họ không ủng hộ cái số đam viện Thiên An này. Không một ai tham gia, không ai ủng hộ. Vì họ thấy cái số mà gọi là tu sĩ ở trong đam viện Thiên An này là quá lộng hành, quá sai rồi. Vì một rất đa số đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo đó, họ đã sống lâu đời ở đó, họ hiểu cái đất nào ở đâu ra sao, như thế nào họ hiểu. Chứ nó thấy đang bị Thiên An sai rõ ràng cho họ đâu có tham gia các bạn. Chứ nếu mà đất đang bị Thiên An mà đúng hợp pháp, mà người dân vào chiếm hoặc chính quyền chúng ta thu hồi không đúng đó, thì dứt khoát là cộng đồng người đạo Thiên Chúa giáo đó họ sẽ ủng hộ đang bị Thiên An để họ duy trì được cái quyền lợi của họ chứ. Nhưng các bạn thấy rõ rằng suốt mấy năm nay có một người đạo Thiên giáo nào vào ủng hộ đăng vị Thế An này không? Không các bạn. Họ vẫn đi tới đó, họ đi lễ, nhưng xong rồi hết bổn phận của họ là họ về, không tham gia bất cứ một sự kiện nào trong vụ đất đai này hết. Riêng cái xã Thủy Bằng á, là gồm 25 hộ, là trên 127 nhân khẩu, cũng không ai tham gia hết. Tôi đã tiếp xúc có những đợt có những người dân đạo Thiên Chúa giáo đó, họ nói rằng
không thể tham gia được cái chuyện này, cái chuyện này sai quá rồi, đang bị ăn sai quá, chúng tôi đâu thể tham gia vào cái chuyện được, không thể làm bậy được. Chúa không dạy tôi không thể làm bậy những cái chuyện được. Mà rõ ràng những người này mang tiếng là tu hành nhưng quá tham các bạn ạ. Đa số cộng đồng Thiên Chúa giáo đó họ không tham gia. Tôi đã gặp vài người họ đã nói rồi. Họ nói đang bị ăn sai quá rồi, đâu tham gia được, chúng tôi đâu thể là tham gia những cái chuyện mà sai phép như vậy. Vì Chúa dạy tôi những điều răn thế nào thì tôi cũng phải biết sống thế đó, chứ đâu phải ai vua theo những chuyện sai trái của cái đám tu sĩ đang viện thiên an lợi dụng danh nghĩa núp dưới bóng là tôn giáo để chiếm đất như thế. Đây là một cái thuận lợi mà tôi cảm thấy rất là may mắn, có cái là những đồng bào Thiên Chúa giáo ở đó không tham gia để ủng hộ chuyện sai trái của Đăng Vị Thiên An. Đó là một điều rất tốt các bạn. Đó là một cái thuận lợi rất là tốt. Tôi mong rằng cái buổi nói chuyện hôm nay các bạn xem được và nghe được, thì mong là các bạn cùng lên tiếng để bảo vệ những quyền lợi chính đáng hợp pháp của những dân ở đó đang bị cái số Đăng Vị Thiên An chiếm bất hợp pháp của họ. Những tiếng kêu tha thiết của họ, những kêu thống thiết của họ. Mong rằng những người dân là lên tiếng ủng hộ để cho nhà nước là vào cuộc dứt điểm. Ở xã đó thì tôi tiếp xúc, vì ở xã đó cái quyền hạn nó có hạn thôi các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cán bộ ở xã nó rất là mỏng. Các bạn thấy là biết không phải là như một phường gọn đâu các bạn, không phải như một xã đục bằng. Nhà nọ nhà kia nó thưa lắm. Một thôn mà đi đến xã là cũng phải ít nhất là 3 cây số là gần. Mà cái lực lượng ở đó, lực lượng ở xã thì cũng mỏng nữa. Trên cái khả năng của xã là không thể can thiệp vào được cái chuyện này. Có cái là rất là khó khăn cho xã. Vì nó có một điều rất tế nhị. Cái thứ hai nữa là về mặt tôn giáo. Trên chỉ trông chờ vào các cơ quan ở cấp trên, có thẩm quyền cấp trên giải quyết dứt điểm, không để tình trạng lâu dài được. Tôi đã, những cái số liệu này các bạn, tôi đã tới đó phải tìm hiểu số liệu này qua những người có trách nhiệm ở địa phương đó, chứ không thể phát biểu trên này một cách đó là không căn cứ được. Mà hiện giờ bọn chúng vẫn bu lu la, chúng tuyên truyền ra cả nước ngoài, các cái thế lực phản động nước ngoài, chúng cho rằng là nhà nước chúng ta chiếm đất của Đăng Vị Thiên An, đàn áp để chiếm đất, và chúng la làng ở thế để tạo sự kiện để chúng kiếm tiền chu cấp thôi, kiếm tiền chu cấp để chúng tiếp tục hoạt động để chống phá, gây bất ổn trong xã hội. Đó là cái thủ đoạn của chúng thường xuyên như vậy. Mà ở đây có nhiều cái nhận định. Nói rằng họ nói rằng tiền ở đâu mà Đăng Vị Thiên An nuôi những cái số mà trôi sông ba vơ, đại khái là các thần tử bất minh ở các nơi á, là tá túc vào đó đó các bạn. Họ thu nạp hết, đặc biệt nhất trong cái giai đoạn này, những thành phần bất hảo bất minh ở đâu họ thu nạp hết để chứa trong Đăng Vị Thiên An, mang tiếng là giáo dục theo con đường đạo, nhưng đồng thời để lượng lợi dụng số này ra để uy hiếp dân, để chiếm đất. Đây các bạn thấy không? Rất là phân vân trong cái tư liệu mà tôi ra, tôi tìm hiểu mà đi quan sát địa hình luôn. Tôi tìm hiểu cả cán bộ lâm nghiệp, tìm hiểu luôn cả những cán bộ địa phương và xin cả những tư liệu những người có trách nhiệm ở đó. Và thêm được từng tư liệu được. Và tôi nói các bạn thấy không, nếu mà trình bày đơn người ta, đơn ở đó gần người ta kiện và người ta than, người ta là khác, người ta kiện bức xúc lắm á. Cái tập đơn phải dày vậy các bạn, rất là dày. Bao nhiêu đơn từ dân người ta là trình bày về đất đai, về hành vi chiếm đất của Đăng Viện, để mong mỏi các cấp chính quyền vào cuộc để giải quyết dứt điểm. Mà hầu như là nó luôn tạo cho cuộc sống người ta bất an không à. Đi làm đâu cũng không yên tâm.
cứ lo rằng nó sẽ qua nó chặt cây đất nhà mình. Không biết bất cứ lúc nào nó chặt cây xong nó cắm cái thánh giá ở đó là hồ đất nó. Chứ tạo sự bất an cho dân ở đó không à. Họ nó không làm ăn được cái gì hết. Cứ lâm nớp là lo cái chuyện đất. Tạo nên bất an, bất ổn địa phương. Mà lực lượng ở xã Thủy Bằng đó thì phải nói rằng cái quyền hạn họ có hạn chế. Lực lượng thì mỏng mà quyền hạn có hạn chế. Trên tình trạng nó vẫn kéo dài. Nhưng các đơn vị, các cơ quan chức năng họ đã nắm hết sự việc rồi các bạn, chứ không biết đâu. Và tôi được biết rằng cái việc này cũng đã đưa lên đài truyền hình Huế rồi. Đài truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế rồi. Biết hết đó các bạn, chứ không biết đâu. Nhưng cái hướng giải quyết thì tôi nghĩ rằng các hệ thống chính trị có một cái phương pháp giải quyết mọi chuyện đều tốt đẹp. Chứ để tình trạng cứ xô xát hoài, gây bất an bất ổn trong dân như thế này thì nó không hay. Mà đặc biệt gần đây lại sắp tới có những sự kiện ở trong nước, sự kiện trọng đại trong nước nữa, thì càng không nên. Như vừa ra có dân ở đó, người ta ở lâu đời, ta nói bọn này là hễ đất nước chúng ta chuẩn bị có sự kiện gì là bọn chúng lại tìm cách để gây rối, để gây bất ổn. Tạo cái cớ các bạn, tạo cớ để làm thành điểm nóng, để gây lên sự kiện. Tôi dám nói với các bạn như thế, bởi vì sao? Tôi đã tới đó, tôi quan sát. Tôi nghe từng người dân, nghe từng người già tới người trẻ, những người sống lâu năm ở đó, những người bị mất đất ở đó, thì mới biết cái nỗi uất ức của họ, nỗi căm phẫn của họ đối với cái số đàn viện Thiên An này chiếm đất của họ như thế nào. Các bạn thấy tới đó thấy mới chứng kiến rất tàn nhẫn các bạn. Cây người ta trồng một chúng ra, chúng chặt tàn phá ra. Bao nhiêu tre nó chặt tàn phá ra hết. Chúng ngang nhiên chúng chặt đâu là chúng chặt rồi chúng chiếm đất. Thì các bạn thấy rằng chúng không phải là cái việc như con người tu hành. Thì xin phép các bạn, cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi chỉ xin trình bày các bạn sơ lược qua về cái chi tiết đất, và tôi sẽ nắm thêm cái tư liệu nữa và sẽ cung cấp cho các bạn nắm thêm về để các bạn nghiên cứu, các bạn hiểu thêm, rồi các bạn có những tiếng nói để mong rằng cái sự việc này cần phải chấm dứt, giải quyết được mọi chuyện đều tốt đẹp. Xin thân ái chào các bạn. Gồng lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngân.